Cảm ơn Chúa cho lời của Ngài trong suốt Ê-díp-tô ký chương 13. Cầu xin Đức Thánh Linh Ngài cũng soi dẫn, làm sống lời Ngài cho chúng con, nhắc cho chúng con được nhớ về Chúa Giê-xu. Amen. Câu 1 và câu 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Con đầu lòng phải được biệt riêng ra thánh cho Chúa, dù là người hay là thú vật. Con đầu lòng là thuộc về Chúa. Chữ biệt riêng ra thánh có thể có ý nghĩa là hy sinh, dâng tế, hoặc chỉ đơn thuần coi như là thuộc về Chúa. Có thể tìm thấy ví dụ này ở trong cả hai ý nghĩa ở trong Ngũ Kinh. Không có nghĩa là những người còn lại được miễn, nhưng những đứa con đầu lòng giống như ngày Sa-bát, giống như những bó lúa đầu tiên, là lời cam kết về sự cống hiến của cả dân tộc. Chữ thuộc về ta nó có ý nghĩa là vì ba lý do. Lý do thứ nhất, vì Israel là con đầu lòng của Đức Chúa Trời. Chương 4 câu 22. Và thực hành này vinh danh ý muốn đó của Chúa. Lý do thứ hai, bởi vì đứa con đầu lòng được cho là tốt nhất và những gì tốt nhất luôn được dâng lên cho Chúa. Cuối cùng, như một lời nhắc nhở cho tất cả các thế hệ về thời điểm Đức Chúa Trời cứu chuộc dân Israel, tức là chuộc con đầu lòng của Ngài là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Về sau, Đức Thánh Linh đã áp dụng câu này cho Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ chương 2 câu 15. Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. Israel đã được cứu qua sự hủy diệt con đầu lòng của xứ Ai Cập. Và bây giờ họ được yêu cầu là hãy dâng đứa con đầu lòng của mình như một sự tưởng nhớ, ghi nhớ liên tục về sự họ được cứu chuộc ra khỏi lò sắt nô lệ Ai Cập. Câu 3 đến câu 7. Môi-se nói cùng dân sự rằng, hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay, nhằm tháng lúa trổ, các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Hê-vít và dân Jê-bu-sít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày hãy ăn bánh không men. Đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Sự tinh sạch của lễ bánh không men theo sau sự cứu chuộc bởi huyết của lễ vượt qua. Điều này minh họa nguyên tắc rằng chúng ta chỉ có thể bước đi trong sự trong sạch trước mặt Chúa sau khi sự cứu chuộc bằng máu tại thập tự giá được xảy ra. Điều này rất quan trọng nha. Đầu tiên là ứng dụng huyết. Đầu tiên nhận huyết để được cứu chuộc. Nhưng sau đó là phải tinh sạch. Và cái này không có trục xuất ma quỷ. Cái này không có công bố, cái này không có như điều chúng ta nghĩ, mà là bước đi trong sự thanh liêm, trong sự tinh sạch. Sự cứu chuộc ấy thì là cái ngày, một ngày đầu thôi. Đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Đồng thời, những ngày của bánh không men không phải là không có niềm vui. Thời gian bắt đầu và kết thúc bằng một bữa tiệc, tức là ban đầu là lễ vượt qua đấy, và bữa tiệc liên hoan cuối cùng. Bước đi trong sạch, trong ý muốn của Chúa là một cuộc đời tràn ngập niềm vui. Nó từ bên trong, nó vui ra. Câu 8 đến câu 10. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng, ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta. Khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, hàng năm đến kỳ ngươi phải giữ lễ này. Chúa muốn sự cứu chuộc ra khỏi Ai Cập ở nơi tay và trước mắt họ, ghi cái ấn tín đó. Người Do Thái đã sử dụng đoạn văn này cộng với phục truyền trong chương 6 câu 4 đến câu 9, chương 11 câu 13 đến 21. Bắt đầu thực hành là đeo những thẻ bài da, gọi là những tefillin, là những chiếc hộp nhỏ đựng giấy da có in lời kinh thánh được buộc lên trán hoặc là lên tay, và những cái đó bằng giấy da. Sau đó Chúa Giê-xu về sau ấy, Ngài lên án việc những người Pha-ri-si lạm dụng việc đeo những thẻ bài da tefillin này. Họ mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài. Ma-thi-ơ chương 23 câu 5 ấy.
Họ muốn phô trương như một sự thể hiện, ta đây thuộc linh hơn đấy. Vào thời kỳ cuối cùng sẽ có những sự bắt chước của Satan đối với thực hành này, khi con số của Antichrist sẽ ghi trên tay hoặc trên trán của tất cả những người mà nhận nó. Khải Huyền chương 13 câu 16, đó là ba con số 6. Nhưng lưu ý đây là sự cứu chuộc, và Chúa bảo là hãy ghi nhớ ở trên tay và trên trán. Và đây là một cái dấu ấn, và kẻ thù nó muốn cướp ngay tại cái chỗ này. Vậy là đây ý nghĩa của sự thờ phượng, nó sâu thẳm, đó là làm nô lệ cho ai, hoặc là tôi mọi cho thế gian, hoặc là tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không ra lệnh buộc những chiếc hộp đựng câu kinh thánh đang trong cái ý tưởng là những thẻ bài ra đấy, buộc trên tay, buộc trên trán. Nhưng bây giờ không thể nào buộc ở trên miệng được, mà là luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng người. Điều này có nghĩa rằng ý muốn của Chúa là muốn qua sự giải cứu này bước đi trong lễ bánh không men, và ngay sau đó Chúa nói rằng ấy là cần phải thay đổi cái tấm lòng. Đó là ý muốn của Chúa. Những cái câu lời ghi trên trán, trên tay, nó mang cái ý nghĩa hình bóng nhiều hơn là về sau trong phục truyền ấy, thì Chúa nói đó là thẻ bài ra. Câu 11 đến 12. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Canaan, như Ngài đã thề cùng ngươi và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Làm thế nào và tại sao mà để dâng con đầu lòng cho Chúa? Luật dâng hiến con đầu lòng cho Đức Chúa Trời trong câu 1, câu 2 ấy, chỉ có hiệu lực khi ở trong đất hứa. Từ bây giờ cho đến lúc đó thì sự ghi nhớ về sự cứu chuộc khỏi Ai Cập càng cần thiết hơn. Câu 13 đến 15. Nhưng mỗi con lừa đầu lòng ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hay vặn cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. Và một mai con trai ngươi hỏi rằng điều đó có ý nghĩa chi, thì hãy đáp rằng ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, tức là nhà nô lệ. Và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con đầu lòng trong xứ đó, và từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng của súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sanh đầu lòng, và ta chuộc trưởng nam trong vòng con trai ta. Nếu con đầu lòng không thể chấp nhận được để hiến tế, nếu đó là một con vật hoặc một người ô uế, một sự thay thế được đề nghị để chuộc con đầu lòng từ Chúa. Nếu như con đầu lòng là động vật, thì con vật thay thế đó là động vật sạch. Nếu con đầu lòng là người, vật thay thế đó có thể là tiền. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, chúng ta thấy đó là chim bồ câu, cặp chim cu con. Chữ biệt riêng được dịch là làm cho vượt qua, tức là vượt qua bằng lửa, và hiểu nghĩa là dâng lên như một của lễ toàn thiêu. Cụm từ này được sử dụng trong hai các vua, chương 16 câu 3, tức là A-cha ấy dâng con trai mình cho thần Moloch, nó cũng dùng cái chữ này. Câu 16, ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Thực hành việc dâng con đầu lòng cho Đức Chúa Trời sẽ là một nghi lễ để nhắc nhở về công việc vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Và chúng ta thấy cái ý nghĩa đặc biệt ở đây, đó là ghi nơi tay và nơi trán. Ý tưởng này bắt đầu là từ nơi Đức Chúa Trời. Vậy thì trong con người chúng ta có một cái vị trí đặc biệt mà Chúa muốn nói là muốn ghi nơi tay và ấn, đóng ấn ở nơi trán. Đó là dấu ấn. Có thể chúng ta chưa biết về được đóng ấn ở trong Khải Huyền như thế nào, nhưng mà một người được cứu chuộc thì có một sự đánh dấu đầu tiên. Và nếu như chúng ta giữ, kiên trì, trung tín và bước theo những sự đánh dấu đầu tiên này, đó là lễ vượt qua, tức là ngày đầu tiên, tức là ngày chúng ta được cắt bì ở trong lòng, ngày kỷ niệm chúng ta được tái sinh, ngày kỷ niệm chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được sinh ra từ trên cao, sinh lại từ trên cao, như răng chương 3 thì có nói, đó là sinh lại từ trên cao. Thì lúc đó chúng ta được có kinh nghiệm, sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi và ấn chí, nơi trán giữa cặp mắt ngươi. Nhưng có một điều ấy, đó là đây là Chúa nói rằng ấy, là hãy ghi và hãy nhớ. Chúa bảo là dẫn Israel hãy nhớ. Việc này là khi mà chúng ta đến với Chúa và trong lời của Ngài bắt đầu những cái đó, chúng ta tập cái sự ghi nhớ đó. Sự chủ động này là thuộc về nơi chúng ta nhé, chứ không phải thuộc về nơi Chúa. Thuộc về nơi Chúa là trong Khải Huyền thì nói đó là các cái dấu ấn, các cái ấn đó, đó là Chúa đóng ấn.
chỗ biệt riêng. Còn ba con số 6 ấy, đó là sự chủ động ấy, là thuộc về nơi chúng ta, chứ không phải nó đè chúng ta ra mà nó bắt ghi ba con số 6. Chúng ta còn có một cái quyền chủ động cuối cùng, có nhận hay không. Đó là trong Khải Huyền chương 13. Chúng ta đi tiếp. Câu 17. Và khi Pharaon tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philistin, là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng, e khi dân thấy trận mạc thì rời lòng trở về xứ Egypto chăng? Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi theo con đường mà họ không mong đợi. Đó là con đường trong đồng vắng. Mà thường cái gì không mong đợi ấy, là dễ thất vọng và dễ bực mình. Đức Chúa Trời đã không dẫn họ đến đất Philistin theo con đường gần. Có một con đường gọi là Via Maris, là con đường, nó được dịch nôm na là con đường ven biển. Đường ngắn nhất và nó phổ biến nhất, dễ đi nhất để từ Ai Cập đến Canaan. Tuy nhiên nó cũng là một con đường mà nơi có nhiều tiền đồn quân sự của Ai Cập đóng đô. Đức Chúa Trời biết dân Israel chưa sẵn sàng đối mặt với chiến trận. E rằng ấy, có lẽ dân chúng sẽ đổi ý khi thấy chiến tranh mà trở lại Ai Cập chăng. Vì vậy Ngài đã dẫn họ đi theo một con đường khác. Người Israel dễ dàng nghĩ rằng con đường Via Maris, đường ven biển, họ sẽ đi đường đó. Nó có đường xá tốt, dễ đi, ngắn nhất. Có thể mua thức ăn, thức uống dọc đường. Nhưng những nguy hiểm ở con đường đó là quá lớn, dù họ không thể nhìn thấy chúng. Nhưng mà Chúa đã lường trước được những cái nguy hiểm mà họ không thể nhìn thấy. Hay chúng ta có thể hình dung, Chúa Giêsu nói là hãy đi đường hẹp, đừng đi đường rộng. Đường rộng này đó là đường nhìn theo con mắt bình thường thì đó là tốt. Nhưng mà đầy những nguy hiểm, những sư tử rống đi rình mò để mà xem ai có thể nuốt được. Mà chỉ có Chúa thì mới biết thôi được những cái nguy hiểm đó. Và Chúa bảo chúng ta và dẫn chúng ta. Cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép chúng ta đối mặt nhiều hơn với những gì mà chúng ta có thể chịu đựng. Ngài biết những gì chúng ta có thể xử lý. Trong 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 13, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Ngài đã cẩn thận chọn con đường ra khỏi Ai Cập, không phải là càng gần nhưng càng an toàn hơn. Ngài không thử, hay là Ngài không thử thách, mà làm sự vượt quá những gì chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng vì vậy, sự sắp xếp, sự việc rằng ấy là những điều ác, nó không sẵn sàng cho chúng ta cho đến khi chúng ta sẵn sàng đối với nó. Một dân tộc được giải phóng và biệt riêng ra thánh ngay lập tức được coi là ở dưới sự điều hành và hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta thấy khi một người bước đi với Chúa, thuộc về dân của Chúa, như dân Israel. Câu 18, cho nên Đức Chúa Trời đã dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Egypto. Biển đỏ đầu tiên được đề cập ở đây không phải là nơi bề rộng nó khoảng 100 dặm chiều rộng, nhưng ngón tay chỉ về phía tây, tức là nếu mà chúng ta xem trên bản đồ nó có hai nhánh, một nhánh về phía tây và một nhánh về phía đông. Cái nhánh về phía tây thì người ta gọi cái từ thông dụng đó là ngón tay về phía tây, là cái phần của biển đỏ đó nó kéo dài cho đến khu vực biên giới Ai Cập là vịnh Suê đấy. Thì đó là cái nơi mà họ đi vòng ở trên đó để đi xuống phía nam dọc theo biển đỏ ấy, và vòng lên hướng eo biển ở Thuyran, thay vì đi ngược lên phía bắc theo con đường ven biển là Via Maris mà tiến thẳng vào đất hứa, thì họ không đi đường như vậy. Thay vì đi phía bắc mà họ thì họ đi xuống phía nam. Chúa dẫn họ đi như vậy. Câu 19, Môi-se rời hài cốt Joseph theo mình, bởi vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy rời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Trong một hành động đức tin tuyệt vời, Joseph đã yêu cầu bộ xương của ông cần được đem ra khỏi Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 50 câu 25. Ông làm điều này bởi vì ông biết rằng Ai Cập không phải là nơi an nghỉ cuối cùng của họ, mà là Đức Chúa Trời có đất hứa dành cho họ. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 25-26 thì nói cụ thể rằng Joseph không bao giờ được chôn cất. Quan tài của ông ấy nằm trên mặt đất trong 400 năm hoặc lâu hơn cho đến khi nó được đưa trở lại Canaan. Đó là một nhân chứng thầm lặng trong suốt những năm đó rằng Israel sẽ trở về đất hứa, đúng như lời Chúa đã hứa. Vậy, bây giờ cái lời hứa này đã được thực hiện. Cũng lưu ý rằng cũng không có ướp xác nha. Nếu ướp xác sẽ không còn bộ xương, cũng không ướp xác theo kiểu của Ai Cập. Bởi vì ướp xác nó đi kèm với những cái nghi lễ về tôn giáo. Mà đây trống trơn như vậy, mang bộ xương đi.
câu 20-21. Và chúng đi khỏi Sukkot, đóng trại tại Etam ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân Israel một cách ấn tượng bằng cách ban cho họ sự bảo đảm liên tục với trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm. Trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm cũng như là sự bảo vệ của mặt trời là lá chắn. Ngài bủa mây ra để che chở và ban đêm có lửa soi sáng, Thi Thiên 105 câu 39. Hoặc như nói trong Thi Thiên 84 câu 11, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Ê-tam là nơi họ đi vòng từ Du-cốt xuống phía nam, theo vòng cung của eo biển, ngược lên phía bắc là Ê-tam, để rồi sau đó họ lại quay ngược xuống phía nam tại eo biển, ở tại Thiêu-ran. Tại nơi đó, Chúa bắt đầu dẫn họ đi ngang qua biển đó. Một trụ mây để dẫn đường, và vào ban đêm thì có một trụ lửa để cung cấp cho họ ánh sáng. Tiếng Do Thái cổ, chữ trụ có nghĩa đen, đó là cái gì đó nó đứng vững, gọi là cái trụ. Đây là Shekhinah, là sự vinh hiển của Chúa, hay là nơi ở của Chúa, và là bằng chứng liên tục về sự hiện diện và sự bảo vệ của Chúa. Câu 22. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ xa cách dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Israel có thể nhận được sự bảo đảm tuyệt vời từ bằng chứng hữu hình về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp sau đó họ có vẻ nghi ngờ, nổi loạn và hành động giống như thể Chúa xa cách mình vậy. Nhưng ở đây ấy, thì nói rằng trụ mây và trụ lửa thì chẳng bao giờ cách xa dân sự, luôn luôn đi cùng. Và chúng ta thấy đó là điều một sự tương phản. Ở trong nơi đồng vắng, không có thành phố, không có cung cấp, nhưng mà sự hiện diện của Chúa luôn đi cùng. Và đây là ý nghĩa đường hẹp. Đường hẹp là chúng ta, nếu chúng ta chọn, thì sẽ có sự hiện diện của Chúa. Đường rộng sẽ có những nghi lễ của tôn giáo. Đường rộng sẽ có sự bao phủ của tà linh tôn giáo. Nhưng mà đường hẹp ấy, đó là dân sót của Chúa đấy, thì sẽ có sự hiện diện của Chúa đi cùng. Và đó là lý do trong đầu sách Khải Huyền, Chúa bảo là Ngài đến phán xét 7 hội thánh và để dẫn họ đi con đường hẹp. Phải chăng ngày nay chúng ta thấy thời chúng ta đang sống đây, đó là một dấu hiệu chắc. Như một mục sư, ông có cái khải tượng thấy những hội thánh siêu lớn. Một người gọi là được tiên tri, ông viết ra cuốn sách luôn trước khi mọi điều xảy ra. Hội thánh siêu lớn trống rỗng hết. Gọi là cái ý tưởng về nhà thờ Mega Church hay là siêu lớn ở trống rỗng hết. Và Chúa bắt đầu có sự phán xét. Những tổ chức, những cái gọi là tôn giáo, Chúa làm sự phán xét. Để làm gì ạ? Để dẫn họ, nếu là dân sự của Chúa ấy, thì Ngài dẫn họ đi vào trong đồng vắng. Tại đó là nơi mà có sự vinh hiển của Chúa. Và đây là một cái khái niệm về đồng vắng. Và trong Khải Huyền nói rằng con rồng thì đuổi theo người đàn bà và những con cái của người. Và người đàn bà đó thì và những con cái của người thì chạy vào trong đồng vắng để trốn. Tại vì sao? Tại vì ở nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Có sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Ngài. Hình bóng về hội thánh thời Tân Ước, về dân sự của Đức Chúa Trời trong thời Tân Ước. Bước đi và Ngài dẫn chúng con đi. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Chiên con của Đức Chúa Trời đã đến. Chiên con của lễ vượt qua đã bị giết rồi. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Một ngày đầu ăn lễ vượt qua, những 7 ngày sau ấy, thì đó là ăn bánh không men. Và đó là phần thuộc về nơi chúng con. Con cầu nguyện xin mở mắt và soi sáng. Và đây là sự mà chúng con dục lòng, khuyên bảo lẫn nhau. Bánh không men, đó là tình yêu. Đó là sự chân thật, không giả vờ. Bánh không men, đó là sự tin cậy, tin mọi sự. Bởi vì tình yêu thương đầy tràn từ nơi Ngài. Bánh không men là sự hy vọng chờ đợi, phước hạnh ở nơi Chúa. Bánh không men là một sự làm mới lại những điều gì của thiên đàng. Và để mong chờ một hương thơm từ thiên đàng, đó là mùi hương của Chúa Giê-xu. Và để làm mới lại mùi hương của tin lành, mà để khi mà chúng con đi, chúng con bước đi, dầu đến bất kỳ chỗ nào, thì không phải bởi lời nói của chúng con, bởi cách sống của chúng con, bởi nhân đức của chúng con, bởi nhân cách mà từ trong Chúa Giê-xu Christ học nơi sự hạ mình của Chúa Giê-xu, tỏa ra mùi hương thơm đó. Ôi Chúa, cảm ơn Ngài cho chúng con
hôm nay học được một ý nghĩa khác về đồng vắng. Không phải là một nơi chán sống, không phải là một nơi chán ngấy như của dân Israel, nhưng mà như cách nhìn của Ngài, đó là Ngài dẫn đi, Ngài muốn họ đi, thì đồng vắng đó là một nơi mà sẽ trổ bông hường, một nơi mà sẽ có dòng nước, giống như trong Ê-sai nói vậy. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Và xin Chúa Ngài mở mắt, xin Thánh Linh soi dẫn để lấy lại, để mà giống như lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi, cắt bỏ đi những sự dạy dỗ và giáo lý sai lệch ngày nay, soi sáng nơi chúng con. Cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện.